Úi giời, từ xa tê đến rồi. Hôm nay chị Trang đi đâu mà vui thế? Việt ơi, tôi vừa mới đi chợ xong là sẽ mua nguyên liệu để làm ra một mâm cơm Tết cực kỳ hấp dẫn luôn. Và ngày hôm nay nhá, đặc biệt là Thu Trang sẽ có một cái món mà chắc chắn là anh Ngô Việt cũng như là quý vị khán giả rất là thích và sẽ được giới thiệu trong chương trình mua gì Tết này. Quá nóng lòng rồi, đi thôi chị Trang ơi. Và thưa quý vị, món đặc biệt mà tôi muốn giới thiệu cho anh Ngô Việt cũng như là quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay đó chính là giò bê châu Hường. Và để hiểu hơn về món ăn này thì trước tiên mời anh Ngô Việt cũng như là quý vị khán giả hãy cùng theo dõi một video clip ngắn ngay sau đây. Giò bê hay giò me không biết từ bao giờ đã trở thành một trong những món đặc sản có tiếng của vùng đất Nghệ An. Với bí quyết truyền đời lâu năm, giò bê châu Hường Nghệ An từ lâu đã trở nên quen thuộc trong các bữa cơm hàng ngày, đặc biệt là các buổi tiệc truyền thống của người dân đất Việt. Với món giò bê đặc sản châu Hường Nghệ An, ai đã từng thưởng thức chắc hẳn sẽ không thể quên được vị thơm, ngon, ngọt, mềm, không ngán của thịt bê, cùng vị đậm đà của các hương liệu và một thứ mùi vị đặc biệt khác mà có lẽ chỉ ở giò bê châu Hường mới có. Anh thấy sao ạ? Dạ vâng ạ. Rất thơm đúng không chị Trang? Đúng rồi. Rất ngon, bùi và đặc biệt có vị ngọt của thịt và hơi cay cay của gừng và hạt tiêu nữa. Thực sự nếu mà trên mâm cơm ngày Tết mà có món này nhấm nháp cùng một ít khế chua, đinh lăng, quả tuyệt vời chị Trang ạ. Dạ vâng, nghe anh tả thôi tôi cũng đã muốn có ngay một mâm cơm như vậy rồi. Anh Ngô Việt có biết không ạ? Giò bê châu Hường thì được làm thủ công theo bí quyết gia truyền, không có chất bảo quản, không chất tạo màu, không hàn the nên là cực kỳ an toàn. Hiện tại thì giò bê châu Hường đang có 3 loại là làm bằng thịt đùi cuộn, thịt ba chỉ cuộn và bắp hoa. Ngoài ra thì nem chua bê của cơ sở này cũng rất được yêu thích. Cơ sở thì cũng đã được công nhận đạt yêu cầu về kiến thức an toàn thực phẩm, đủ điều kiện an toàn thực phẩm và được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm vào ngày 18 tháng 1 năm 2018 rồi. Chất lượng sản phẩm đã được chứng nhận đạt ô cốp 4 sao nên là anh Âu Việt cũng như quý vị khán giả hoàn toàn có thể yên tâm khi mua sản phẩm này của cơ sở. Wow, vậy thì tôi phải mua ngay một ít, không, nhiều ít chị Trang ạ, để làm quà và mang về nhà ăn Tết thôi. Dạ vâng, chắc chắn rồi. Anh Ngô Việt và quý vị khán giả có thể mua ngay giò bê châu Hường tại hệ thống siêu thị Big C và Lotte trên khắp 63 tỉnh thành cả nước hoặc đặt ngay qua số hotline 035-3378-333 hoặc 035-7763-877 hoặc truy cập vào fanpage giò bê châu Hường, ngã ba chợ Nam Nghĩa, Nam Đàn, Nghệ An để biết thêm nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn quý vị nhé. Vâng, đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo vào lúc 20 giờ trên kênh VTC6. Và đừng quên theo dõi Mua gì Tết này để bỏ túi những sản phẩm chất lượng trong dịp Tết đến xuân về này nhé. Có Mua gì Tết này? Mua sắm chỉ là chuyện nhỏ.